Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi có một cuộc nói chuyện với một người anh có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong nghề xây dựng về cái chuyên đề đó là thi công tại công trường nước ngoài. Đấy, làm các cái công trình cho cái công ty nước ngoài. Và anh ấy thì đã kinh qua các cái vị trí chỉ huy trưởng của các cái công trình lớn, nhỏ và hôm nay sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm về trong sinh dạy xây dựng. Tốt nghiệp đại học kỹ sư xây dựng được 16 năm, mình cũng kinh qua các công trình của nhà nước và bây giờ hiện tại mình đang thi công cho một doanh nghiệp xây dựng Hàn Quốc. Thì đa phần các công trình của mình chủ đầu tư là Hàn Quốc và công ty cũng nhận các công trình của Hàn Quốc, các cái dự án lớn ở Việt Nam như là nhà máy Hyosung của khu công nghiệp Nhân Trạch 5, rồi công ty mình cũng tham gia các cái hạng mục của các cái nhà máy lớn khác như là Samsung, rồi Phong Sa ngoài miền Trung. Vâng, nếu mà anh làm ở các cái công trình mà nước ngoài lớn như vậy ấy, thì anh có thể chia sẻ cho anh em một chút đó là cái kinh nghiệm mà nếu với làm với các cái chủ đầu tư nước ngoài đấy thì nó khác gì với các cái công trình mà anh đã làm ở công trình nhà nước ở Việt Nam không ạ? À, hoặc là những cái công trình mà tư nhân ở Việt Nam thì anh có thể có anh thấy có điều khác gì khác biệt không ạ? À, về yêu cầu cũng như cách thức làm thì anh có thể chia sẻ với một số anh em là có định hướng trong cái nghề thi công xây dựng không ạ? Qua quá trình mình thi công các công trình nước ngoài, cụ thể là các cái doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở Việt Nam, thì mình thấy một vấn đề là cái thời gian thi công, cái tiến độ thi công nó được sắp xếp rất là chặt chẽ. Thì đầu tiên nghe cái dự án vào thì cái công tác bóc tách đấu thầu thì họ làm cũng rất nhanh và đơn giản, làm hoàn toàn trên các file Excel thôi, phân các cái đầu mục công việc rõ ràng như là công tác cốt pha, công tác đất, công tác bê tông, cốt thép. Thì cái việc họ đầu tư vào đất nước mình, họ đã tính cái đồng vốn để nhanh thu hồi vốn và thu được cái lợi nhuận, nên cái việc thi công thì gần như là rất là phải theo cái tiến độ, vì dây chuyền của họ, máy móc thiết bị họ cũng ship hàng hết. Thì trong quá trình thi công ấy, thời gian nó được tính sát đến đơn vị hàng ngày, không có nặng nề lắm về cái việc tiêu chuẩn quy chuẩn, để họ mặc định tất cả là tốt rồi, cốt pha phải chuẩn từ đầu, cốt thép bê tông. Thì trong quá trình thi công thì cũng rất là linh động, không có trói chặt lắm về cái biện pháp kỹ thuật, rồi dạng như kiểu bắt bẻ nhau những cái lặt vặt, cái tiến độ chính là đã thỏa thuận. Thì trong quá trình nghiệm thu thì cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà cũng là rõ ràng khi cần nghiệm thu cối đổ bê tông chẳng hạn, thì cần một cái bảng nhỏ ghi rõ vào đấy là công trình, hạng mục, vị trí nghiệm thu, cầm thêm cái mia đặt vào cái vị trí cốt thép, chụp ảnh lưu lại cái cối đổ đấy, là tiến hành công tác bê tông. Thì các mẫu biên bản thì cơ bản là các bên đều thỏa thuận với nhau từ ban đầu thôi, thì cứ đồng ý nghiệm thu ngoài hiện trường là xác nhận công tác bê tông, đồng ý đổ bê tông là tiến hành đổ bê tông. Thì khi làm việc với một cái công trình như vậy, cái thời gian như vậy thì cái cường độ làm việc nó rất là cao, thì đòi hỏi người kỹ sư phải luôn luôn đảm bảo cái công việc, cái tiếp nhận công việc, nghĩa là ta phải có cái sức khỏe đảm bảo, tâm trí đảm bảo, phải luôn ở trạng thái sẵn sàng. Thì muốn như vậy thì mình cũng phải quản lý cái công việc, cái cuộc sống của mình hàng ngày, không có việc bia rượu thức khuya bài bạc, cố gắng đi ngủ sớm, tập thể dục. Thì chủ yếu trong thi công, những nhà thầu Hàn Quốc họ hoạt động ở Việt Nam thì họ cũng nhận các công trình của Hàn Quốc và giao tiếp với nhau thì hoàn toàn bằng tiếng Anh thôi. Thì một người kỹ sư xây dựng như mình làm ở Việt Nam nhưng mà hoàn toàn phải giao tiếp bằng tiếng Anh, thì anh em phải cố gắng trau dồi tiếng Anh hàng ngày, luyện nghe, luyện đọc. Thì trong quá trình triển khai thì một
người chỉ huy trưởng gần như phải quán xuyến mọi việc từ ban đầu luôn. Có công trình là bắt đầu tiến hành bóc tách, rồi cảo giá, lắp giá. Sau đó thì bộ phận phòng ban của công ty thì họ lo những cái việc sau khi ký hợp đồng xong để vật tư, nhân công, máy móc, thiết bị. Nhưng mà người ngoài công trình là mình phải triển khai gần như là toàn bộ công việc từ A đến Z. Nhận xong công trình là phải bắt đầu thu thập thông tin, rồi tập trung máy móc, thiết bị, nghĩa là làm sao mọi việc mở đầu thật là tốt, đến khi kết thúc thì cũng phải hoàn thiện như thế. Tại vì khi mà đã ký hợp đồng rồi thì cái thời gian là không thể thay đổi bất di bất dịch. Tại vì khi tiến độ họ ship máy móc dây chuyền để mà lắp đặt tại cái công trình là nó chính xác đến từng ngày rồi. Đến ngày đó dù mưa dù nắng gì tiến độ đêm cũng không phải làm cho xong. Thì tất cả những cái việc mà thi công tại một công trình như vậy thì thành bại là phần lớn là do cái công việc chúng ta phải sắp xếp nhiệt tình bám sát, gần như là không có sự sai sót nào xảy ra. Ok, thế thì anh có thể cho em hỏi một cái câu nó hơi tế nhị này. Thì cái hiện tại thì anh thấy là sự khác biệt lớn nhất giữa cái công trường đấy, mà có chủ đầu tư ở Việt Nam và so với cái công trường mà có chủ đầu tư ở nước ngoài đó là cái gì? Đấy, theo anh đó là những khác nhau ở những cái điểm đặc biệt gì? Thứ nhất đó là giả sử hiện nay các cái công trường do chủ đầu tư ở Việt Nam ấy, thì em thấy là cái tiến độ rất là dề dà đấy, và rất là nhiều thủ tục rối rắm. Đấy, thì anh có thể nêu ra nổi bật những cái điểm khác biệt được không, để cho những anh em kỹ sư mà chưa bao giờ làm những cái công trình mà có chủ đầu tư nước ngoài để anh em có thể hiểu hơn ạ. Ok. Và thì cái khác biệt lớn nhất mình nhận thấy là cái cường độ lao động, rồi cái công tác chuẩn bị, rồi cái nguồn lực gần như lúc nào cũng phải là đủ cho đến thừa. Cái việc tiến độ công trường nó thay đổi hàng ngày, tất cả mọi người đều phải làm việc được, chứ không có cái việc mà vào công trình cưỡi ngựa xem hoa người này lại người khác được. Mỗi người một công việc làm rất là chặt chẽ, người ta đi cũng như là chạy luôn. Mình để đáp ứng được điều đó thì mình cũng phải theo hết mọi cái sát sao, gần như là không có yếu tố gọi là cống hiến, mà tất cả đây là vì tiến độ, vì công việc, vì lợi nhuận. Người chủ đầu tư thì người ta vì cái lợi nhuận, mà người làm thi công xây lắp thì cũng vì cái lợi nhuận, mà tất cả là phải đạt cái yêu cầu theo cái hợp đồng đã đưa ra từ ban đầu đã ký kết. Vâng, đấy là cái khác biệt lớn nhất, đó là tiến độ đúng không ạ? Đấy, thứ hai nữa cho em hỏi là cái về thủ tục ấy thì nó có lằng nhằng không? Nó có phải tuân theo các cái tiêu chí của cái các cái thông tư, nghị định đấy, và luật của xây dựng không ạ? Việt Nam. Thì việc đã thi công ở trên lãnh thổ Việt Nam thì bắt buộc cũng phải theo cái thông tư nghị định của Việt Nam, nhưng mà họ cũng có chế biến, có cải tạo theo cái cách quản lý của họ nữa. Thì trộn hai cái lại với nhau thì cũng hàng ngày có báo cáo công trình, có hình ảnh thi công, nghiệm thu, có nghiệm thu công việc, nhưng mà đa phần nữa là đơn vị thi công là chịu trách nhiệm nghiệm thu nội bộ rất là nhanh thôi, rồi lên là báo cáo, rồi họ kiểm tra hồ sơ giấy tờ, xuống kiểm tra thực tế công trình là tiến hành công tác tiếp theo ngay đổ bê tông. Thực ra làm việc trong môi trường này thì đòi hỏi cái sự tập trung rất là cao. Bên cạnh đó, cái năng lực của người kỹ sư là cái thực lực, kiến thức là phải có đúng không ạ? Đúng rồi. Hoàn thành được cái công việc được giao, gần như là một người kỹ sư công trình là ta phải 3 trong 1. Anh văn là phải chuẩn, vi tính phải chuẩn, và điều hành công trình cũng phải chuẩn. Ok, thế anh cho em hỏi là cái cường độ làm việc ấy thì nếu mà những cái công trường ấy nó quy định là từ bao nhiêu giờ đến bao nhiêu giờ không ạ? Thì thông thường thì cũng chủ yếu là làm ban ngày thôi, tại vì vào mùa mưa thì cũng không thể làm được thêm, mà nắng thì cũng nắng gắt quá, nhưng mà đa phần là sẽ phân ca. Thì thường ca 1 từ 6 giờ đến 2 giờ chiều, và ca 2 thì đến từ
2 giờ đến 10 giờ đêm. Ok. Nếu mà cái mức lương cơ bản của cái người mà họ làm kỹ sư ở đó và so với cái người mà làm chỉ huy trưởng của công trình, so với công trình nước ngoài đấy, thì là nó có cao không anh? Vâng, nếu mà nói về thu nhập mà khi mình đã đủ điều kiện tham gia với một doanh nghiệp nước ngoài thì thu nhập của nó rất là khác biệt. Có thể là một người kỹ sư bình thường mà đáp ứng được công việc thì lương bây giờ khoảng 1.200 cho đến 1.500 đô, còn chỉ huy trưởng thì còn hơn nữa, có người 5.000 đô. Thì thực ra mình cũng phải quan niệm cho rõ là mình đi làm cho ai cũng thế thôi, mình cũng bán thời gian, bán sức lao động, bán kiến thức. Thì mình đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tại vì cái vòng quay của cuộc đời, cái vòng 40 là đi làm một tuần 40 tiếng, làm 40 năm rồi đến thu nhập là được 40% giá trị thôi, thì mình cũng phải cống hiến hết mình. Rồi có một cái hướng theo mình là anh em kỹ sư đã đủ kiến thức, đủ trình độ chiến đấu thì cũng có một cái học hỏi thêm về cái phát triển bản thân, về cái kỹ năng quản lý về thời gian, về tiền bạc để mình tham gia cho nó hoàn thành hết các công việc. Bên cạnh đó thì mình cũng có một cái nguồn vốn tích lũy để mình đầu tư để có những cái thu nhập khác, vì chúng ta không thể nào mà chiến đấu mãi được, sức khỏe thì ngày cũng càng vơi đi, kiến thức thì phải luôn luôn cập nhật tăng lên. Mà để đáp ứng được công việc đối với một chủ đầu tư, một doanh nghiệp nước ngoài ấy, thì người ta hoàn toàn đánh giá trên cái mức độ anh hoàn thành tốt công việc hay không. Còn nếu anh lơ mơ thì phải chấp nhận quy luật thị trường thôi, anh bước ra để cho người khác, người ta giỏi hơn, người ta làm công việc tốt hơn, người ta bước vào. Ok, anh có thể chia sẻ thêm là rất là nhiều bạn trẻ ấy, thì là sau khi mà ra trường ấy thì nó có hai xu thế, đó là thích một cái nhóm, đó là thích xin vào cái những cái công ty nước ngoài làm. Đấy, và có cái xu thế thứ hai là gì, họ chỉ bảo là vào công ty nước ngoài làm vất lắm, cực lắm, thì làm khoảng 1-2 năm thôi để lấy kinh nghiệm rồi bỏ đấy, và làm một cái công, sau đó họ tìm một cái công việc khác nó nhàn hạ hơn. Thì theo anh là cái quan điểm đứng trên góc độ của anh thì là lời khuyên cho các bạn trẻ là như thế nào ạ, đối với các cái công ty nước ngoài thì trong thi công? Thì theo mình nhận xét thì về cơ bản là các bạn phải nghĩ mình phải đi trên chính đôi chân của mình phải hoàn thiện được công việc. Tầm cái thuê mình vào là người ta muốn mình là một cái bộ phận trong một cỗ máy lớn, để một cỗ máy lớn đấy nó hoàn thiện được một công việc thì nó ra một cái sản phẩm, thì mới có những cái lợi ích, những phó lực này và kia. Mình vào trong đấy là mình là một bánh răng họ, mình phải đáp ứng hết được mọi yêu cầu. Về cơ bản là anh Văn là phải giao tiếp tốt. Bước thứ hai nữa là các cái phần mềm chuyên ngành để phụ giúp cho cái công tác quản lý của mình làm cho nó được. Hiện tại bây giờ thì theo tôi biết là anh Lương cũng hướng dẫn anh em cái phần mềm Revit ấy, rồi cả biện pháp thi công lập bằng Revit nữa. Tất cả những cái đấy mình triển khai càng rõ ràng bao nhiêu, ra bản vẽ cho người công nhân nắm, thì cái khả năng hoàn thiện công việc càng nhanh, càng chính xác, càng tốt. Thì theo tôi ấy, là một người kỹ sư thì bắt buộc nếu mà muốn tham gia với một đối tác nước ngoài, mình phải tham gia thật sự, lên võ đài là phải đấm nhau thật sự, chứ không có chuyện lơ tơ mơ muốn vào làm như vậy để được kinh nghiệm hoặc là để mong có lương cao. Nhưng thực lực anh không có thì ngay từ vòng gửi xe là anh đã không vào được rồi. Còn cái việc gắn bó hay không gắn bó thì tôi nghĩ là nên gắn bó lâu dài, tại vì nó cũng xứng đáng với công sức của mình bỏ ra thôi. Những cái mình thu nhận được ngoài kiến thức, ngoài cái đồng lương tương đối tốt, thì mình còn thu thập được nhiều điều khác trong cuộc sống nữa, mà cái tác phong công nghiệp, rồi cái cách tổ chức, rồi rất nhiều điều nữa chúng ta phải xác định trước như thế. Còn đã không đủ khả năng thì phải cố gắng
search trên mạng tìm kiếm những công ty như thế, mức độ như thế, yêu cầu như thế, xem mình đã chưa, nếu chưa đạt được thì phải đặt mục tiêu ra, đạt được những đồ đấy vào công ty đấy tham chiến luôn. Vâng. Ok ạ. Vâng, và anh cho em hỏi là nếu mà cái cường độ làm việc ở các cái công xưởng của nước ngoài nó rất là lớn như vậy, thì cái việc mà quản lý thời gian để dành cho, tại vì rất là nhiều bạn trẻ thì còn đang dành thời gian để yêu đương, và nếu mà có những người mà trẻ mà lại có gia đình nữa thì họ cần phải dành thời gian cho gia đình và cho con cái đấy, và còn những cái yếu tố khác như là tận hưởng cuộc sống nữa, thì theo anh là nếu mà một cái người kỹ sư mà làm các cái công trường mà với cường độ cao như vậy và liên tục như vậy đấy, thì theo anh cái việc cái quản lý thời gian như thế nào là hợp lý? Theo kinh nghiệm của anh rất là nhiều năm mà anh đã làm cho các cái công trình nước ngoài rồi ạ. Để mình hài hòa giữa các cái yếu tố, thứ nhất đó là công việc tốt này đấy, vẫn dành cho thời gian cho gia đình, cho con cái, và vẫn dành thời gian cho cái sở thích riêng của mình đấy, thì anh có thể chia sẻ một cái số bí kíp kinh nghiệm cho anh em không đấy, tại vì rất là nhiều người họ không chịu được cái áp lực đó đấy, và đặc biệt nó lại có cái áp lực nữa là từ phía gia đình đấy, và đặc biệt lại có cái áp lực nữa là gì, à, họ cảm giác như họ không có tìm thấy cái niềm đam mê khi mà họ làm trong cái lĩnh vực đó đấy, thì họ sẽ làm được 1-2 năm họ sẽ từ bỏ đấy, thì theo anh là có cái bí kíp gì không, và anh có lời khuyên gì cho những người này không ạ? Ok, thì cũng như mình nói từ ban đầu là mình phải đặt ra một cái hướng nhìn xa ra, nhìn xa ra một tí trong cuộc sống của mình, nó gọi là có cái nhịp điệu thôi miên. Nếu mà mình không cố gắng, mình cứ một ngày 8 tiếng ăn ngủ rồi không có mục đích, không có gì cả, thì nó gọi là nhịp điệu thôi miên, mình cứ như vậy. Nhưng mà mình đã có một cái tầm nhìn xa ra, có một kế hoạch rõ ràng, mình sẽ muốn mình như thế nào ở tương lai. Có thể là mình ghi ra trong một quyển sổ đấy, kế hoạch của một năm, kế hoạch của từng quý, kế hoạch của từng tháng, quản lý chi tiêu, quản lý thời gian. Ngày hôm nay ta lập kế hoạch của một tháng rồi thì ta có kế hoạch của một tuần, có kế hoạch của từng tuần, có kế hoạch của từng ngày. Trước khi đi ngủ ta phải lên cái kế hoạch ngày mai làm được gì trước, làm những việc gì và làm được gì trước. Cái tỷ lệ làm những cái việc đấy, đặt những việc khó ra trước, đúng kiểu như là việc khó là coi như là một hòn đá, thì cứ đập hòn đá trước là xong được việc đó thì làm tiếp việc tiếp theo, không có ôm đồm quá nhiều việc. Làm việc phải có bộ máy, phải có đồng đội phân chia ra, thì cũng gọi là nhịp điệu thôi miên. Mình cứ làm từ từ là mình sẽ quen dần với lại công việc, với cường độ, và khi mình đã theo được rồi thì mình mới cảm thấy là yêu thích, cảm thấy đam mê, và mình sống được, mình làm được thì mình phải có cái nội lực ở bên trong, có cái niềm đam mê. Còn lơ tơ mơ mà nghĩ ngày hết giờ về thì không chịu được. Ok ạ. Và để tiếp thêm cái chia sẻ của anh Thành thì tôi có một cái chia sẻ nữa, đó là gì? Tôi cũng trải qua một thời gian đi làm thi công và cũng rất là nhớ về gia đình, và đặc biệt hơn đó là cái những cái yếu tố về kinh tế, đặc biệt là đấy tôi thi công ở những cái vùng nó rất là hẻo lánh. Thì tôi có một cái kinh nghiệm chia sẻ với anh em. Thì đầu tiên đó là cái bạn phải xác định rõ cái mục tiêu của mình, cái tầm nhìn của mình là khoảng 5-10 năm nữa là các bạn ở đâu. Đấy, nếu mà bạn có một cái tầm nhìn đấy thì cái con đường của bạn đi ấy, thì nó rất là chuẩn đấy, và bạn sẽ không hề là những cái khó khăn mà trong cái quá trình mà bạn đi thi công bạn sẽ gặp phải. Tại vì đa số những bạn trẻ bây giờ đi thi công, hoặc là những cái người mà họ làm được thi công một thời gian ấy, họ bỏ ấy, là vì họ không có cái tầm nhìn, họ chỉ nhìn được cái tầm nhìn ngắn hạn thôi, ở trước mắt thôi. Họ nhìn thấy là cái nghề này là bạc quá, là không có ích cho mình, đúng không ạ? Sau đó là họ làm được thời gian họ bỏ. Đấy, mọi người phải nhớ là phải có xác định một cái tầm nhìn xa thôi chúng ta. Cái yếu tố thứ hai là gì? Nó là lời khuyên của tôi, đó là gì? Bạn phải có cái kế hoạch quản lý công việc, quản lý thời gian, quản lý tiến độ cuộc sống của mình. Như của tôi ấy, thì bí quyết của tôi đã hay dùng là gì? Trước cái một buổi sáng hàng ngày ấy, thì tôi đề ra cái kế hoạch khung thời gian, tôi liệt kê những cái việc mà tôi cần phải làm trong ngày hôm nay. Và nói xa hơn nữa là gì? Đầu tuần thì tôi liệt kê ra kế hoạch cho tuần đó. Và nói xa hơn nữa là gì? Đầu tháng thì tôi liệt kê tiếp cho cái kế hoạch của tháng đó. Thế tức là gì? Tức là tôi đã có một cái tầm nhìn xa rồi, và tôi liệt kê chi tiết từng cái đầu một công việc làm trong đó. Và không chỉ có mỗi cái đầu công việc về liên quan đến việc làm, mà tôi còn có cái khung thời gian ở trong tuần đó dành cho gia đình, là
cố định là ngày nào, và trong cái cố định cái khoảng thời gian đó, nó chỉ cho dành cho gia đình thôi mà không liên quan đến công việc hay gì cả, được chưa? Và tôi có một khoảng thời gian cố định cho cái việc sở thích đam mê của tôi ở trong cái tuần đó, được chưa? Khi mà mọi người lên được kế hoạch rồi, mọi người có một cái tầm nhìn, một cái bức tranh tổng quan rồi thì nó rất là dễ. Thì cái việc này ấy, thì ở đây thì thời gian ngắn thì tôi dành thời gian chia sẻ cho anh Thành, chỉ huy trưởng công trình các cái công ty nước ngoài ở đây. Chứ nếu mà các bạn muốn quan tâm thêm thì bạn có thể vào website đó là lương trainer.com, bạn kéo xuống bên dưới nó có cái trang web là bí quyết quản lý thời gian cho một người kỹ sư xây dựng ấy. Tại vì đa số những kỹ sư xây dựng không thành công ấy là họ không có những cái đấy. Thứ nhất là gì? Tầm nhìn như vừa rồi tôi nói. Thứ hai là bí quyết quản lý thời gian. Thứ ba là bí quyết quản lý công việc. Thì trong cái website lươngchuyênđâu.com, bạn kéo xuống dưới nó có cái đường link là bí quyết quản lý, bí quyết thành công cho một cái kỹ sư xây dựng ấy. Đấy, thì tôi đã kể hết các yếu tố đó rồi, thì bạn có thể kích vào cái đường link đó tham khảo. Ok, bây giờ chúng ta quay lại với sự chia sẻ của anh Thành. Thì anh Thành cho em hỏi thêm đó là gì, để một cái bạn trẻ mà bạn ấy muốn xin vào một cái công ty nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm và được học tập từ một cái môi trường nó chuyên nghiệp, làm việc chuyên nghiệp như vậy, thì các bạn ấy khi mà mới ra trường và thì cần có những cái yếu tố gì và cần phải chuẩn bị những cái gì để có thể là đáp ứng được cái yêu cầu để được có thể xin vào được các cái công ty đó, anh có thể chia sẻ được không ạ? Thì mình cũng vẫn lặp đi lặp lại một cái điều là anh Văn, các bạn phải có cái trình độ anh Văn tối thiểu giao tiếp được, đọc được bản vẽ, hiểu được các cái ghi chú tiếng Anh, giao tiếp với người ta, rồi trong quá trình nào đáp ứng từ từ người ta cũng chưa thể nào giao ngay những công việc quan trọng cho bạn được, người ta sẽ phải kiểm tra cái năng lực của bạn, cái tính kỷ luật của bạn, cái sức khỏe của bạn. Bạn cứ từ từ bình tĩnh, cơ bản nhất vẫn là cái anh Văn. Vâng, thế cái chuyên môn thì theo anh là chúng ta có thể học hỏi hay là chúng ta lên chuẩn bị trước ạ? Theo mình nghĩ chuyên môn thì đa phần các bạn trẻ bây giờ học trong các trường ra rồi học thêm bên ngoài thì các cái phần mềm chuyên ngành thì các bạn nắm được về ACAD, rồi bây giờ các bạn còn nắm chắc về Revit, lập tiến độ, Microsoft Project, các cái phần mềm ứng dụng Microsoft Office, cơ bản những cái đấy là ta đã đáp ứng được cái công việc được giao rồi. Ok, thì tôi xin chúng ta vâng, anh nói tiếp ạ. Việc chính của chúng ta là cũng phải là thực hiện theo đúng cái hợp đồng đã ký kết về cái tiến độ ký kết. Bây giờ chúng ta dùng mọi biện pháp, mọi nguồn lực, chúng ta là hoàn thành một cái công việc được giao trong một cái bộ phận của hợp đồng đấy. Vâng. Rồi ok, thì bây giờ tôi xin tổng kết lại những cái gì mà anh Thành chia sẻ này. Ví dụ đối với một người mà muốn xin vào các công ty nước ngoài ấy, thì đó, thứ nhất đó là gì? Nó là phải có cái nền tảng là tiếng Anh Văn, đúng không ạ? Thì bạn phải có cái ngôn ngữ để nói chuyện với người ta. Cái thứ hai là gì? Và cái kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp của bạn. Thì các bạn đầu tiên các bạn chưa cần phải nắm chắc mình chưa cần phải làm chuyên nghiệp như người nước ngoài, nhưng mà ít nhất bạn phải nắm chắc những nền tảng kiến thức, và đặc biệt bây giờ thời đại ngày nay đó là thời đại về công nghệ thông tin, các bạn phải nắm chắc các cái phần mềm để có thể ứng dụng tăng tốc cái công việc của mình. Thì đấy là hai cái yếu tố cơ bản mà các bạn cần nắm được khi mà xin một công ty nước ngoài. Thì đối với cái xin công ty nước ngoài thì tôi thấy rất là nhiều anh em đó là đi giải hồ sơ. Tại vì rất là nhiều anh em thì trong nghề xây dựng thì tiếng Anh thì thực sự là rất là nhiều anh em ngại học và họ chưa học giỏi lắm, đúng không ạ? Thứ hai là chuyên môn thì cũng lơ ta lơ tơ mơ. Đấy, thì làm nào để xin được vào những cái công ty nước ngoài mà có cái mức độ là tuyển người nó rất là cao như vậy. Thì tôi có một cái bí kíp xin việc, đó là cái trang web là bíquyếtxinviec.com. Đấy, bíquyếtxinviec.com thì anh em có thể vào cái đường link đó tham khảo. Thì đây tôi nói thêm thôi, để tôi có những cái thủ thuật, tôi đã từng đi xin 6 công ty khác nhau rồi, 6 công ty khác nhau, và tôi áp dụng các cái chiến lược đó nó đều thành công, thì tôi xin chia sẻ lại ở cái trang web là bíquyếtxinviec.com đó. Ok, rồi quay lại với anh Thành để anh cho em hỏi tiếp, đó là về cái rất là nhiều người đi thi công ấy, thì cái mục tiêu đó là họ hướng đến đó là làm chỉ huy trưởng công trình. Thì theo anh đó là có phải là cái mục tiêu duy nhất cho cái người mà là làm cái thi công không?
Đấy, và theo anh là cái định hướng là mình lên tiến đến kỹ chỉ huy trưởng hay là mình nên đến một cái vị trí nào đó ở trong xã hội thì được gọi là thành công trong nghề xây dựng này. Vâng, thì anh chia sẻ. Theo mình thì ông bà cũng nói đấy, nhất nghĩa tinh nhất thân vinh, thì mình cũng phải đặt cái mục tiêu mà mình đã xem đây là cái nghề cái nghiệp thì mình cũng phải đi đến vị trí cao nhất. Ngoài các kỹ năng anh học hỏi từ từ hàng ngày rồi kinh nghiệm, anh sẽ lên dần quản lý về kỹ thuật, quản lý về an toàn, rồi hồ sơ giấy tờ, sau đó anh sẽ dần dần quản lý về tài chính. Nói chung tất cả mọi cái nó quyện lại để cho mình lên được một cái vị trí cao nhất ở công trường, đó là quản lý công trường, quản lý thi công, đó là chỉ huy trưởng. Nhưng đã lên đến vị trí đấy rồi thì ngoài cái việc xây dựng đội nhóm, ngoài cái việc chuẩn hóa về quy trình làm việc thì ta cũng vẫn phải luôn luôn phát triển bản thân. Hàng ngày các bạn nên đọc những cái sách để nâng cao cái kỹ năng của mình lên, rồi học cái cách về quản lý tài chính để sau này đến lúc nào đó mình quản lý chi tiêu, mình có những cái nguồn tiền mình đầu tư việc này việc kia, đến một lúc nào đó mình đặt ra cái kế hoạch là mình có được một cái nguồn thu động, nhiều cái nguồn thu thụ động để cho mình thoải mái về tài chính, gọi là tự do tài chính. Thì lúc đó bạn vẫn còn yêu nghề, bạn vẫn còn khả năng, bạn vẫn tiếp tục chiến đấu với nghề của mình. Còn ngược lại, khi mình đã đủ rồi, cảm thấy mệt mỏi rồi, mình cảm thấy cái sức chiến đấu của mình trong một thời gian như vậy là ổn rồi, thì sắp xếp lại là chúng ta nghỉ hưu sớm. Nhưng mà khi đó ta phải đủ các cái điều kiện để nghỉ hưu rồi, kiến thức ta có, tiền bạc ta có, thu nhập thụ động ta có, mà tôi cũng đang thực hiện những cái bước như thế. Ok, cảm ơn anh. Thì tôi cũng tổng kết lại cho anh em hiểu là như này. Thì trước đây thì tôi cũng đã nghĩ về cái trường hợp này rất là nhiều rồi. Thì mình nghĩ đến là cái đích cuối cùng của mình là cái gì đó, thì cái đích cuối cùng trong cái nghề nghiệp mà mình theo đuổi là gì. Và tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thì mọi người nhớ cho tôi là trong xây dựng ấy thì nó có rất là nhiều nấc thang mà mọi người phải leo. Nhưng mà cái ngoài cái kỹ năng chuyên môn để mọi người có thể leo lên từng nấc thang trong cái nghề nghiệp của mình, thì mọi người cần phải yếu tố, đó là cái yếu tố về tài chính, quản lý tài chính. Đấy, nhưng mà tôi bổ sung thêm so với ý kiến anh Thành, tức là về quan điểm cá nhân của tôi là gì. Đấy, đó là về kinh doanh. Đầu tiên bạn cần phải có hai cái kỹ năng quan trọng nhất khi mà bạn ra trường hoặc là khi bạn đang làm nghề theo nghề xây dựng này. Cái thứ nhất đó là gì? Là bạn phải giỏi về chuyên môn. Đấy, giỏi về chuyên môn là gì? Để bạn có cái cần câu cơm cho mình. Đấy, đúng không? Đấy, thì nếu mà chúng ta không giỏi về chuyên môn, không giỏi về cái kỹ năng nghề nghiệp của chúng ta thì chúng ta không thể nâng cái level của chúng ta lên cao được, đúng không? Chúng ta không thể có một cái mức thu nhập của ổn định cố định để lo cho gia đình được. Và cái ngoài cái việc mà giỏi chuyên môn ấy, thì bạn cũng phải giỏi cái thứ hai, đó là giỏi về kinh doanh. Đấy, giỏi về kinh doanh, giỏi về kỹ năng bán hàng. Đấy, tôi nói chung là kinh doanh, được chưa? Đấy, vì sao? Tại vì khi mà bạn làm trong vòng 40 năm mà bạn làm việc liên tục như vậy thì bạn có nghĩ là, giả sử bây giờ bạn lên chỉ huy trưởng thì bạn có nghĩ là đến một cái lúc nào đó cái nền kinh tế của chúng ta nó sẽ bị suy yếu không ạ? Là đến lúc nào đó công ty của bạn nó làm ăn yếu kém, thì đến lúc nào đó mà có một người trẻ hơn, họ giỏi hơn bạn, và bạn đến lúc mà bạn bị sa thải, thì bạn có nghĩ là có cái trường hợp đó không? Bạn có nghĩ là mãi hàng năm trong 40 năm đó mình luôn luôn ở cái vị trí cao đó và luôn luôn nhận được cái mức lương cao đó không? Không ạ, các bạn ạ, không có điều gì là không thể xảy ra. Vì vậy chúng ta phải phòng vệ cho chúng ta phải có một nguồn tài chính, và nguồn tài chính đó là chính là gì? Là từ cái công việc kinh doanh của chúng ta, được chưa? Đấy, và như vừa rồi tôi vẫn nói với anh em đó là gì? Đó là chúng ta phải thò hai chân. Cái chân thứ nhất là chúng ta vẫn phải giỏi chuyên môn của chúng ta để giỏi cái cần câu cơm. Đấy, cái thứ hai là gì? Chúng ta phải luyện cái kỹ năng về kinh doanh. Đấy, kinh doanh khi mà thứ hai tôi gọi là làm bán thời gian. Bạn vẫn làm công việc chính của bạn, nhưng mà đến tối hoặc là một lúc nào rảnh đó thì bạn làm bán thời gian. Đấy, như vừa tôi định hướng là gì? Làm công việc bán kinh doanh, đó là kinh doanh online. Kinh doanh online thì bạn có thể làm bán thời gian được. Tại vì một cái người kỹ sư ở công trường ấy thì rất là bận rộn, đúng không ạ? Thì bạn làm gì có thời gian để mà ra ngoài bạn kinh doanh được, thì chỉ có cái là kinh doanh online thôi. Đấy, thì bạn mới thực hiện được cái mục tiêu thứ hai là gia tăng thêm một nguồn thu nhập. Và qua công việc kinh doanh online đó thì bạn luyện thêm được cái kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về giao tiếp, rất là nhiều kỹ năng thông qua cái việc đó. À, khi công việc bán thời gian của bạn nó đủ lớn rồi thì lúc đó bạn có thể nghỉ, bạn có thể nghỉ để theo đuổi tiếp cái công việc về kinh doanh đó. Cái thứ hai hoặc là gì?
là bạn vẫn tiếp tục cái công việc kinh doanh đó, nhưng mà bạn automatic tự động nó và vẫn theo đuổi cái nghề nghiệp của mình đấy, nếu mà bạn đam mê về cái nghề này, thấy chưa? Thì lời khuyên của tôi là gì, bạn phải có hai cái kỹ năng đó chứ không phải tập trung vào mỗi chuyên môn đấy. Và để anh em hiểu hơn, chia sẻ nhiều hơn nữa về cái cuộc đời xây dựng của tôi ấy, thì bạn có thể vào cái website đó làm gì để có tiền chấm online. Thì bao giờ một cái người kỹ sư thì bao giờ hiện nay ra trường ấy, thì lương có khoảng 3 đến 5 triệu gì đó, rất là bất bình. Mà đi công trường thì bạn cái tình trạng lợ lương ấy, thiếu lương ấy, nó thường xuyên xảy ra đấy. Thì tôi đã cũng gặp phải những cái trường hợp đó rồi và tôi đã tìm ra câu trả lời, thì tôi chia sẻ lại ở cái website đó là làm gì để có tiền chấm online, thì anh em có thể vào đó đăng ký nhận những cái chia sẻ miễn phí của tôi. Ok, và bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện của anh Thành. Anh Thành có thể chia sẻ cho em thêm đó là về cái yếu tố của một cái chỉ huy trưởng công trình. Thì theo anh là để đạt được cái level là chỉ huy trưởng công trình thì chúng ta phải tôi luyện những cái yếu tố gì, cần có những yếu tố gì để hơn những cái người mà đang cùng ở cái vị trí chúng ta cũng hướng đến cái đích đó anh ạ. Thì như mình đã nói từ đầu đấy là tất cả mọi việc là bây giờ ngoài cái yếu tố là chuyên môn rồi, ngoài cái yếu tố anh văn rồi, thì giả sử bây giờ trong công ty có 5 thằng thì 5 thằng đều nói tiếng Anh tốt như nhau, 5 thằng đều có chuyên môn tốt như nhau, đúng không anh? Thì theo anh là cái gì mà để hơn một cái người họ nổi trội hơn trong cái 5 người đó theo anh ạ? Thì vấn đề còn lại là cái khả năng giải quyết công việc của mình thôi. Mà mình giải quyết công việc tốt như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào cái tầm kiến thức của mình. Thì bây giờ muốn phát triển thì cũng phải tập trung vào cái việc học, vừa làm vừa học, học hỏi về kiến thức thực tế, đọc sách, nghiên cứu về các biện pháp mới, các tiêu chuẩn, nghị định, đọc, am hiểu về giá, hiểu về định mức, quây quần trong đấy để phát triển khả năng bản thân lên, các kỹ năng trong người giao tiếp, trong người quan hệ mở rộng ra. Thì ngoài cái kiến thức chuyên môn của mình ra thì cái việc mình phải mở rộng cái quan hệ đối với những người lao động ở dưới, mình cũng phải đối xử thật là tốt, rồi những cái bạn bè đồng nghiệp, rồi những cấp trên, ta phải hài hòa mọi vấn đề thì mọi việc nó sẽ tốt lên. Ok, thì em thấy là cái yếu tố đó là hơn nhau, đó là cái yếu tố về tổ chức, đúng không ạ? Tức là tổ chức con người và giải quyết các cái vấn đề nhanh gọn, hợp lý. À, đúng không anh? Tại vì ở công trường nó xảy ra rất là nhiều cái tình huống mà nó bất ngờ nó ập đến, đúng không anh? Đấy, thì cái người nào mà có khả năng đối phó, ứng xử với được các cái tình huống đó, giải quyết các cái tình huống đó nhanh gọn thì theo em nó là một cái rất là quan trọng của công trường, đúng không anh? Vâng. Thế làm thế nào để được cái phản ứng nhanh như vậy anh? Tại vì em thấy là rất là nhiều người chưa bao giờ họ gặp phải những cái tình huống đó, chẳng hạn giả sử bây giờ là nếu mà bê tông nó bị chậm đó, nó chỉ bị chậm khoảng một vài tiếng thôi, đúng không anh? Đấy, thì rất là nhiều người họ không biết là gì, họ chỉ là chờ đợi thôi. Thì nhưng mà có rất là nhiều người họ nhanh ý, họ giải quyết rất là nhanh về cái vấn đề thiếu bê tông đó, họ không chỉ bị, tức là họ cái tình huống đó họ không bị động, mà họ sẽ là có cái phản ứng linh hoạt để giải quyết được cái trường hợp đó và không bị phụ thuộc vào bất kỳ bên nào. Thì theo anh là cần những cái gì để có được cái tính linh động ở cái công trường đó? Cái này thì mình gói gọn trong hai từ quy trình thôi ạ. Tất cả mọi việc mình làm đúc kết tạo ra một cái quy trình, trước khi làm việc gì đấy là mình cứ bám theo cái quy trình đấy, nó lệch ra một cái là mình sẽ phát hiện được ngay. Trước khi đổ bê tông hoặc là làm việc này việc kia, mình đã có cái quy trình, mình đã xây dựng rồi, mình tham khảo các cái quy trình khác rồi, mình tự có một cái quy trình mình làm kiểm tra dần dần nó sẽ thành một cái bản năng, nó thấm vào trong con người của mình, đội nhóm của mình áp dụng theo quy trình đấy. Thì trong quá trình thi công có vấn đề gì bất chắc xảy ra ngoài ý muốn thì là mọi người nắm bắt được, xử lý ngay, họp hành kiểm điểm, rồi sau này để hoàn thiện cái quy trình thì công việc nó sẽ trôi chảy. Ok. Đấy, nên mọi người thấy cái từ quy trình rất là quan trọng, đúng không ạ? Và mọi người thấy cái từ quy trình tôi cũng nhắc đi nhắc lại trong rất là nhiều, tất cả các khóa học của tôi đều nhắc đến cái từ quy trình.
mọi người cũng nhìn thấy là cái cách mà tôi làm việc thì bao giờ tôi cũng phải có một cái quy trình, đúng không ạ? Cái lời khuyên của tôi đó dành cho những người kỹ sư trẻ đó là gì? Các bạn phải sắm tất cả cho mình một cái quy trình chuẩn trong tất cả các công việc. Trước khi mà bạn bắt tay vào làm việc gì đó thì bạn phải sắm cho mình một cái quy trình đó. Tôi chưa cần biết là bạn đã làm như thế nào, nhưng mà bạn phải nhìn thấy cái tổng quan đó, các cái quy trình, các cái bước bạn phải đi, đúng không ạ? Đó thì lời khuyên của tôi và cũng như anh chỉ huy trưởng đó là gì? Bạn phải sắm cho mình một cái quy trình trong bất kỳ một cái lĩnh vực, cái công việc nào. Lời khuyên của tôi đó, những nếu mà những cái công ty nào mà đang nghe được cái video này mà ở cương vị là quản lý thì các bạn cũng lên sắm cho công ty mình một cái quy trình để là gì? Tại vì tôi thấy cái thực trạng là gì ở cái Việt Nam ấy, các cái kỹ sư mà họ đến và đi rất là nhanh, tức là cái tình trạng mà bỏ việc và gắn bó không được lâu dài với công ty thì nó rất là nhiều. Đấy, vì vậy là gì, các bạn phải có một cái quy trình để không, mình không bị phụ thuộc vào bất kỳ cái người nào. Tại vì tôi thấy rất là nhiều người phụ thuộc vào một cái người nào đó giỏi ở trong công ty, một cái nhân viên nào đó giỏi trong công ty, thì chỉ cần khi họ đi thôi là toàn bộ các cái công việc là lao đao, tại vì ông ấy đã quản lý từ đầu đến cuối rồi, bây giờ không có ông ấy nào không biết giải quyết ra sao, đúng không ạ? Thì các bạn lên sắm cho mình một cái quy trình để cứ một cái người mới ra đi thì người thứ hai họ vào họ nắm được cái quy trình đó, và phải có một cái phòng gọi là phòng đào tạo để đào tạo cho cái người mới này họ làm được theo đúng cái quy trình đó. Thì đấy là cái kinh nghiệm xương máu của tôi, và tôi cũng đang làm theo cái công thức đó để giúp các bạn quản lý rất là nhàn. Đấy, được chưa? Ok rồi. Và em hỏi thêm anh Thành đó, vừa rồi anh có nói là cái yếu tố đó là học tập liên tục không thể ngừng nghỉ, đúng không anh? Đấy, tại vì rất là nhiều người, em biết là bây giờ hiện tại có những học sinh của tôi ấy, nó đang là 60 tuổi rồi, có những người lớn tuổi nhất là 60 tuổi. Họ vẫn học tập, họ bảo là bây giờ anh không thể ngừng học được. Đấy, và họ vẫn học cái quy trình gọi automation BIM của tôi, là các cái công nghệ BIM, các cái phần mềm trong BIM ấy liên kết với nhau ấy. 60 tuổi vẫn học, rất là tuyệt vời. Thì theo anh đó là cái yếu tố gì mà để phải học tập liên tục như vậy? Tại sao chúng ta phải học tập liên tục như vậy? Chia sẻ quan điểm dưới của anh ạ. Vâng. Theo mình thì bây giờ nó là cái thời đại bùng nổ công nghệ thông tin rồi. Ngày xưa là cái nền nông nghiệp phát triển sang đến công nghiệp, còn bây giờ là đến thời đại công nghệ thông tin. Nếu mình không tiến lên thì tự mình bị tụt lùi, tự mình đào thải mình. Sẽ không chịu được khi mà một vấn đề xảy ra, công nghệ sẵn thế, mình biết như thế, làm được như thế, nhưng mà mình không dấn thân vào học hỏi, không làm chủ được công nghệ. Để đến lúc gặp chuyện rồi, đúng chuyện rồi, mình không giải quyết được là rất là khó chịu. Thì cái việc học tập không ngừng là nó nằm ở cái mục đích thế. Ok ạ. Nó luôn luôn mở rộng cái khả năng của mình ra. Tức là ý của anh Thành muốn nói ở đây là chúng ta phải liên tục học tập ngừng để giải quyết những cái vấn đề lớn hơn đấy, mà chúng ta sẽ gặp phải trong tương lai, đúng không anh? Đấy. Và tôi cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm của tôi là gì, tôi thường xuyên áp dụng cái công thức đó là gì, tôi trích ít nhất đó là 10% thu nhập của mình hàng tháng để vào cho cái việc học tập. Đấy, và thứ hai đó là gì, đó là tôi thường xuyên kết giao với những người xung, tức là tôi thường xuyên chơi với những người xung quanh mình là những người học tập. Đấy, nó có hai yếu tố nhé. Đầu tiên là bản thân mình học tập liên tục không ngừng, và cái yếu tố thứ hai là gì, chơi với những cái người mà họ cũng thường xuyên học tập. Tại sao lại như vậy? Vì một mình chúng ta học thì chúng ta không thể nắm bắt được tất cả các cái lĩnh vực yếu tố khác ở ngoài cuộc sống này, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chơi với những người mà họ cũng liên tục học tập thì có phải là các bạn sẽ tổng hợp được cái kiến thức rất là nhanh, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái điều mà tôi muốn khuyên anh em là gì? Đừng, nếu mà anh em bây giờ dưới 30 tuổi, nếu mà tất cả những người mà dưới 30 tuổi thì cái việc mà bạn nghĩ đến đầu tiên khi mà bạn có được những cái khoản tiền ấy, đó là bạn phải đầu tư cho việc học tập. Đấy, trong khi mà bạn đầu tư liên tục tháng nào bạn cũng đầu tư cho việc học tập đấy, thì cái gì, thì cái tầm nhìn của bạn, tức là cái tầm nhìn của bạn nó lớn hơn rất là nhiều. Khi mà bạn tầm nhìn lớn thì bạn giải quyết được rất là nhiều vấn đề ở bên dưới. Còn những cái người mà họ không chịu học tập liên tục ấy, thì họ chỉ giải quyết được cái vấn đề bé tí thôi đấy, thậm chí là họ cũng không giải quyết được cái vấn đề của họ thì làm sao mà họ có thể làm giàu được, đúng không? Làm sao họ có thể là phát triển ở trong cái công ty đó được. Đấy, vì vậy cái từ khóa đấy nó là liên tục học tập, tháng nào cũng phải trích ra một khoản để học tập. Và nếu mà bạn dưới 30 tuổi thì tôi khuyên là dành toàn bộ số tiền đó để dành cho việc học tập, nếu mà nó cái cuộc sống của bạn nó cũng không quá khó khăn.
Ok, và hãy chơi với những người mà xung quanh mình cũng liên tục học tập thì các bạn sẽ học được rất là nhiều từ họ. Được chưa? Đấy là chúng ta dùng đòn bẩy mối quan hệ. Ok, rồi qua lại chuyện của anh Thành thì em muốn hỏi thêm một cái câu nữa. Đó là cái hồ sơ ấy, cái theo anh đó là cái một cái người mà đứng trên cái cương vị đó là người quản lý, người chỉ huy trưởng công trình, thì theo anh đó là về cái nghiệp vụ, thứ nhất đó là cái nghiệp vụ về kỹ thuật thi công, tức là mình phải nắm bắt được các cái biện pháp kỹ thuật thi công. Với nghiệp vụ thứ hai là nghiệp vụ về hồ sơ ở công trường. Đấy, các cái hồ sơ mà cần giải quyết ở công trường, ví dụ đặc biệt là cái hồ sơ thanh quyết toán ấy, ở công trường, thì theo anh hai cái đấy thì cái nào nó quan trọng, và lời khuyên của anh dành cho anh em là gì ạ? Hiện tại đến thời điểm này trong thi công xây lắp thì cái việc thi công ở bên ngoài công trình thực tiễn so sánh với việc thi công một công trình ở trong, đó là gọi là thi công công trình giấy, thì hai công trình nó là mức độ quan trọng của nó là như nhau. Công trình mà muốn đảm bảo thì cái việc thanh khoản, thanh quyết toán của cái công tác thi công thật là nhanh, chính xác. Bên cạnh đó thì cái việc quản lý về cái chất lượng sản phẩm của mình sau này nó cũng là một cái lý lịch của sản phẩm, thì nó cũng phải là nhanh, ngay, không thể nào mà để nó tồn tại xong rồi mới giải quyết, tồn tại giải quyết cục sắt nóng muốn đập thì đập ngay khi nó còn nóng. Thì cái việc xây dựng công trình ở bên ngoài theo tiến độ là đương nhiên rồi, và cái việc xây dựng công trình đấy ở bên trong cũng phải theo một tiến độ nhất định rõ nét. Đến giai đoạn nào được thanh quyết toán từng phần hạng mục, hồ sơ phải xong ngay giai đoạn đấy. Ngoài việc quản lý về hồ sơ giấy tờ, dùng nhiều các cái phần mềm nữa để đưa vào quản lý, thì cái việc xây dựng công trình giấy là mình đánh giá là nó cực kỳ là quan trọng để nó đảm bảo được cái mặt tiến độ, chất lượng, nói sách mách có chứng. Một cái đơn vị thi công chuyên nghiệp ấy, thì cái việc mà xây dựng công trình đấy người ta cũng luôn luôn chú trọng, còn chú trọng hơn cả cái việc là thi công ngoài công trường đó. Không, tức là bây giờ cái câu hỏi của em ấy nó là gì? Ở trong công trường thì nó có hai cái kỹ năng quan trọng, đó là gì? Đó là về quản lý thi công, đúng không anh? Tức là kỹ thuật thi công ấy. Đấy, ví dụ như là ông phải am hiểu các cái kỹ thuật thi công để ông điều khiển các cái tổ thợ làm sao cho nó đúng cái thi công theo đúng bản vẽ nhất. Và cái yếu tố thứ hai, cái kỹ năng thứ hai đó là cái về hoàn sơ, quản lý về hồ sơ, làm được hồ sơ. Ví dụ giả sử như là thanh quyết toán, là hồ sơ thanh quyết toán chẳng hạn, hồ sơ nghiệm thu chẳng hạn. Đấy, thì theo anh là trong hai cái đấy thì cái nào quan trọng? Anh lên đặt cái nào quan trọng để mình có thể lên được cái level quản lý? Theo mình thì cái việc quản lý về hồ sơ cũng rất là quan trọng. Theo anh là trong hai cái đấy thì cái nào quan trọng hơn? Theo em biết là hai cái đều quan trọng rồi, nhưng mà theo anh là hai cái nào quan trọng hơn mình nên tập trung vào? Mình nên tập trung quản lý vào cái việc hồ sơ chứ. Làm chặt cái đấy. Tức là mình lên nắm bắt được các cái kỹ năng về hồ sơ, đúng không anh? Vâng. Tại sao? Mọi việc nó đều nằm ở trong cái vấn đề là hồ sơ đấy. Khi công trình anh làm đến lúc chuyển giao giai đoạn thì cái việc kiểm tra công trình thực tiễn là như thế rồi, thì người chủ đầu tư người ta cần nữa là cái hồ sơ, cái chứng chỉ, cái thí nghiệm, các biên bản nghiệm thu nó phải gọn gàng ngăn nắp đến đấy thì người ta tiến hành thanh toán, hoặc các sở ban ngành có vào công trường kiểm tra thì cái mặt hồ sơ là họ sẽ sở đến trước. Mọi việc nó tuân thủ theo hồ sơ, tuân thủ theo quy trình thì tất cả nó đều khỏe. Nên tôi cần chú trọng vào cái việc đó. Ok, và tôi có một cái chia sẻ cho anh em như này, thì tôi tiếp xúc rất là nhiều các cái giám đốc về thi công, tức là các cái công ty thi công ấy, thì nhiều ông giám đốc thì ông ấy than rằng là để tìm được một cái người kỹ thuật mà giỏi về kỹ thuật ấy, giỏi về kỹ thuật tức là giỏi về các cái công tác về biện pháp thi công ấy thì rất là dễ, rất là nhiều. Nhưng mà để tìm được một cái ông mà vừa giỏi về kỹ thuật, vừa giỏi về làm hồ sơ thì cực kỳ là khó, và tìm như là mò kim đáy bể. Đấy, tức là nếu mà có được cái người này thì người ta sẵn sàng trả lương rất là cao, rất là hậm hĩnh luôn.
Đấy, nhưng mà hầu như là tất cả những cái anh em trên công trường thì họ chỉ là biết về kỹ thuật thôi, còn rất là ít những ông mà có thể làm được hồ sơ. Đấy, hồ sơ đây tôi nói là hồ sơ về nghiệm thu, hồ sơ về thanh quyết toán. Đấy, đấy thì tôi khuyên anh em đó là gì, à, bạn phải tập trung vào cái kỹ năng hồ sơ nếu mà bạn là đi thi công, kỹ năng về về làm hồ sơ ấy. Đấy, về làm hồ sơ, về quản lý hồ sơ, về quản lý các cái giấy tờ tại công trường. Đấy, thì bạn muốn ra mắt được kỹ năng đó thì bạn phải có cái quy trình, đúng không? Đấy, thì theo lời khuyên của tôi là bạn phải tập trung vào cái kỹ năng đấy hơn là cái kỹ năng đó là về kỹ thuật. Tại vì nếu mà cái người mà biết làm hồ sơ ấy, thì họ có cái tầm nhìn, họ có cái tư vấn rất là tốt cho công ty hơn là so với những cái người mà chỉ tập trung nhăm nhăm vào cái kỹ thuật thôi. Đấy, vì đó là lý do tại sao mà tôi ra cái website đó là hồ sơ thanh quyết toán.com. Thì bạn có thể vào cái website hồ sơ thanh quyết toán.com để học về cái kỹ năng này. À, ok. Và một cái câu hỏi cuối cùng với anh ạ, thì cái hiện nay thì cái rất là nhiều bạn trẻ là ngại đi thi công. Thứ nhất là nó vất vả rồi. Đấy, nhưng mà cái thứ hai là gì? Thì ở công trường thì có một cái hiện tượng đó là người ta thường xuyên là uống rượu bia, uống rượu nhậu nhẹt và có những cái tệ nạn xảy ra. Đấy, đặc biệt là những cái công trình mà ở vùng sâu vùng xa. Đấy, tôi không nói những cái công trình lớn ở thành phố vì nó quản lý rất là nghiêm ngặt rồi. Thì theo anh là anh có lời khuyên gì nếu mà các bạn ấy gặp phải những cái công trường nó như vậy, đấy, nó thường xuyên là nhậu nhẹt, đấy, thường xuyên là có những cái tệ nạn ví dụ như bài bạc, gái gú, hoặc là thì anh có lời khuyên gì nếu mà các bạn đã lỡ làm những cái ở cái công ty đó? Cái việc người kỹ sư xây dựng trải qua cái gian lao khó nhọc trong cái thực tiễn xây lắp thì luôn luôn nó hướng đến một cái việc là mình phải nghỉ xả hơi, giải lao sau những cái vất vả gian lao một ngày. Nhưng mà theo mình là nó cũng gọi là cái nhịp điệu đấy, mình cứ làm mãi một việc đấy thì dần dần nó thành thói quen. Thì thật sự là các bạn phải nên kiềm chế bản thân, các bạn phải tìm đến một cái điều gì tốt đẹp hơn ngoài cái nhịp điệu thôi miên đấy. Thì ngoài bây giờ làm việc về cái công việc mình đã sắp đặt rồi ấy, mình khuyên các bạn nên tìm hiểu thêm về đạo. Cái điều này rất là hay, đạo nào cũng được, các bạn cứ tìm hiểu thêm về đạo, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, bạn sẽ thấy được cái cuộc sống của con người, thấy được cái điều này điều kia là các bạn tuân thủ theo cái sống cứ buông theo một cái thói quen đấy, là một cái nhịp điệu thôi miên, lúc buồn lúc vui vui cái đấy thì nó rất là nguy hiểm. Rồi, trong lúc mà mình đã sang nhà tâm lý mình không có ổn định rồi mà lại rượu bia vào nữa thì có những cái suy nghĩ nó lệch lạc, càng nhiều suy nghĩ lệch lạc nó ở trong đầu các bạn thì cái việc mà muốn thoát ra cái cảnh đấy lại thôi thúc bạn thoát đi. Mà khi một việc khó khăn nó đến lúc ban đầu, nó đến khi mình còn trẻ mà mình không vượt qua được thì đến lúc sau này mình quay lại nhìn lại cái khó khăn đấy mình đã trốn thoát rồi, thì nó cảm thấy nó rất là yếu, rất là hèn. Ta có chân lý, ta có đạo rồi thì ta sẽ phát triển được, ta sẽ vượt qua được hết những cái tầm thường này. Ok ạ. Vâng, thì cảm ơn chia sẻ rất là tuyệt vời của anh. Thì em cũng xin bổ sung thêm cho các bạn trẻ là vừa rồi có một số anh em cũng hỏi tôi thế, gặp vào cái môi trường nó không ok lắm, nó không như cái tưởng tượng của các bạn thường xuyên là nhậu nhẹt và gai gú, hoặc là những có cái những tệ nạn xảy ra ở công trường. Và tại vì ở đấy nó là một cộng đồng rồi thì nếu mà tự nhiên mình tách biệt ra thì cũng không được, tại vì họ sẽ tẩy chay mình và họ bảo là ok ông này là như nào đó, đúng không? Tại vì mọi người nhớ là ảnh hưởng của cộng đồng thì chúng ta phải tí tuân theo cộng đồng thôi, đúng không? Nó làm theo cộng đồng thôi. Nếu mà chúng ta hành động khác đi thì nó lại bảo là chúng ta bị sao đó, hoặc là chúng ta sẽ dễ dàng là bị nghỉ việc. Thì lời khuyên của tôi cũng dành cho cái cậu đó là gì? Đó là đầu tiên là em phải xác định được đó là cái tầm nhìn của em, là cái hướng đi của em sắp tới là em sẽ đi đến đâu. Đó. Hay là em nếu mà em không có cái tầm nhìn ấy, thì em chỉ nhìn thấy cái công trường của mình đó thôi, nhìn thấy những cái thực trạng của công trường đó thôi. Nếu mà bạn có một cái tầm nhìn tốt, ok, và một cái tương lai của mình, một cái đích đi mà rõ ràng của mình đến rồi thì bắt đầu là mình có thể là thay đổi cái môi trường đó. Tại vì
cái cuộc sống của bạn là do chính bạn quyết định, chứ không phải là do những cái con người đó, do cái công trường đó, do cái hoàn cảnh đó quyết định. Đấy, bạn hoàn toàn có thể thay đổi môi trường, thay đổi hoàn cảnh, đúng không? Người ta bảo là gần bùn thì đen, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không? Đấy, bạn hãy lựa chọn nơi có những nơi có ánh sáng mà đến mà tới để thay đổi cái cuộc đời mình, thay đổi cái cục diện đó. Nên lời khuyên tôi đó là gì? Là thay đổi bối cảnh. Đấy, tôi nói dùng từ bối cảnh là chính xác hơn. Đó, nếu các bạn có muốn cuộc sống tốt hơn thì bạn hãy thay đổi cái bối cảnh của mình, hãy thay đổi cái bối cảnh của mình, thay đổi cái câu chuyện của mình đi. Đó, tại vì sao? Tại vì nếu mà bạn chỉ sống trong cái môi trường đó thì nó sẽ kéo bạn đi xuống, đúng không ạ? Thì chả có lý gì mà bạn không thay đổi cái cuộc chơi đó. Tại vì cuộc đời là do mình quyết định mà. Ok, thì đấy là cái lời khuyên của tôi. Nếu mà bạn gặp phải cái trường hợp mà một cái môi trường nó làm việc nó quá tồi tệ thì chúng ta không nên tiếp tục. Đấy, bạn đừng có nghĩ là cái công ty nào, cái tính chất công việc thi công nào nó cũng phải có xảy ra cái điều đó. Và bạn cho rất là nhiều bạn trẻ là cho rằng cái điều đó là dĩ nhiên, là tất nhiên là phải có những điều đó. Sau đó bắt đầu là tập uống rượu này, đấy, xong rồi tập rất là nhiều thứ nữa. Nên lời khuyên tôi nói gì? Có rất là nhiều công trường, đấy, rất là minh bạch, rất là ok, đấy, và rất là văn minh. Đấy, nhưng mà có những cái công trường thì nó rất là tệ lạc, thì bạn hãy chọn những cái bối cảnh tốt, cái ánh sáng mà lấy nơi đó để làm việc. Đấy, thì đấy là em bổ sung thêm những cái chia sẻ mà em đã được gặp và trải nghiệm. Ok, và một câu hỏi nữa cho anh Thành là gì? Thì rất là nhiều người mà làm về thi công ấy, thì bao giờ người ta cũng có ước mơ đó là sau vài năm, đấy, khoảng 5, 7 năm hoặc 10 năm làm thi công thì chúng ta sẽ có được một tí kinh nghiệm. Đấy, chúng ta bắt đầu chúng ta ước mơ là mà đứng ra là mở một cái công ty riêng để quản lý thi công, đúng không ạ? Đấy, thì theo anh đó là nếu mà chúng ta làm thi công khoảng 5, em cứ cho làm 5, 10, 15 năm đi, thì theo anh là có giả sử lên chỉ huy trưởng lên rất là giỏi về kỹ năng, về hồ sơ rất là giỏi rồi, thì theo anh là nó có đảm bảo để cái người đó đứng ra mở công ty họ thành công không? Ok, anh có thể chia sẻ một cái đôi điều về đó, tại vì em cũng biết là anh đã từng ra mở ra làm công ty riêng, thì anh có thể chia sẻ để cho bài học này cho những anh em khác không ạ? Ok.